Hello, chào các em. Lâu lắm rồi thầy mới trở lại cái việc giải toán viên bích để giúp cho các em ở trên mạng. Bữa giờ thì công việc bận quá, tôi cũng có thời gian thầy bị ốm cho nên là hôm nay thầy mới chính thức trở lại và như thường lệ sẽ giúp các em giải chi tiết các cái vòng viên bích chứ không phải là chỉ trình đáp án không cho các em ha. Cái tài khoản năm ngoái thì giờ thầy nâng cấp lên. Năm ngoái là lớp 6, bây giờ tự động nó nâng cấp lên thành lớp 7. Tôi nói nhiều quá, bây giờ thầy sẽ hướng dẫn nhanh ha. Và từ giờ cho tới cuối năm thầy vẫn tiếp tục sẽ đưa các cái video hướng dẫn các cái vòng lên cho các em. Rồi, ta bắt đầu vòng thứ nhất. Mười hai con giáp. Con rắn này, tỷ số giữa A và B là 3 phần 7, tỷ số giữa C và B là 15 phần 28, và tỷ số C và A là bao nhiêu? À, vậy cái này ta có thể dùng kiến thức tiểu học cũng được các em nhé. A trên B là 3 phần 7, thì nhân cả tử và mẫu cho 4, vậy là 12 phần 28. À, 12 phần 28 là 3 x 4, 12, 7 x 4, 28 đó. Vậy A là 12 phần, B là 28 phần. Trong khi đó là gì? Trong khi đó đề cho là C, B là 15 phần 28. Đó. A 12 phần, B 28 phần. C 15 phần, B 28 phần. Như vậy là các cái phần này là bằng nhau á. Từ đây mình suy ra là A trên C là nó sẽ là bằng 12 phần trên 15 phần thôi. Đúng không? Mà 12 trên 15 thì mình lại rút gọn. Chia cho 3 đi, thì được 4, chia cho 3 thì được 5. Vậy tóm lại tỷ số giữa A và C là 4 phần 5 phần. Nhưng mà người ta lại hỏi tỷ số giữa C và A, vậy mình phải trả lời ngược lại là 5 phần 4 phần. Tức là đáp án là 5 phần 4. Con trâu. Cái này thì các em kiến thức lớp 6 vừa mới học thì mình bấm máy cho lẹ các em ha. Bấm ha. 2 mũ 3 nhân 2 mũ 2 thì thầy sẽ có là 2 mũ 5. Trừ cho giữ nguyên cơ số trừ hai số mũ là thành 3 mũ 2 nè. Rồi cái gì mũ 0 cũng bằng 1. Cái này em nào học cái khóa học hè của thầy rồi á thì làm cái rẹt thôi gì đâu. 1 trừ 1 hết. Vậy đáp án là 23. Con mèo. Con mèo. Wow, cái này thì năm ngoái các cái vòng năm ngoái thầy cũng có hướng dẫn cái bài này nhiều rồi đúng không? A nó bằng 2 cộng 2 mũ 2 nè, cộng cho 2 mũ 3 nè, cộng cho 2 mũ 4 vân vân ha. Cộng chấm chấm chấm. Cộng cho tới một ngày đẹp trời là tới 2 mũ 24. Cái này là một cái bài toán ở trong khóa học hè có. A bằng cái đó thì giờ thầy lấy A nhân cho 2. Thì có nghĩa là cả đám này nhân cho 2 kem. Rồi mình dùng tính chất phân phối nha. Mình dùng tính chất phân phối vậy mình sẽ suy ra là 2 nhân A sẽ bằng. Bây giờ nhân phân phối vô này. Này nhân vô, nhân vô, nhân vô. Đó. Nhân vô. Đó, vậy thôi. Như vậy là cái này là số hạng nào cũng được nhân với 2 hết. 2 nhân 2 thành 2 mũ 2. Bên này thành 2 mũ 3. Cái này thành 2 mũ 4. 2 mũ 5. Giờ đây thành 2 mũ 25. Đó. Giờ phải hiểu tới đây là gấp đôi A lên thì bằng cái này. Còn một lần A thì bằng cái này. Bây giờ các em thực hiện phép trừ. Các em thực hiện phép trừ hai cái này không? Gấp đôi A thì được cái tổng phía trên. Còn một lần A thì được cái tổng phía dưới. Vậy thầy lấy cái tổng trên trừ cho cái tổng dưới. Trừ nha. Cái này trừ cái này là hết. Đúng không? Đây. Cái này nè, trừ cho cái này là hết. Cái này trừ cho cái này là hết. Đó. Cái con chuột của thầy nó bị điên rồi. Rồi. Hết. 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 Hết cương vậy nó chết hết à. Chết lần chết mòn. Đó. Trừ xuống
2 mũ 5 cũng chết, trong này có 2 mũ 5 nè. Rồi đằng trước 2 mũ 25 là có 2 mũ 24, nó trừ 2 mũ 24 là hết. Vậy cuối cùng là chỉ còn có 2 mũ 25 ở trên á, trừ cho 2 ở dưới thôi. Đó. Vậy cuối cùng là gì? 2A trừ A tức là còn lại 1A. Đó. Ủa người ta hỏi gì vậy? Người ta hỏi số A không chia hết cho số nào mà tự nhiên thầy đi tính tùm lum mà. Người ta hỏi A không chia hết cho số nào mà, đúng không? Trời lãng xẹt. Thôi thầy lỡ làm cách này thì nó cũng được. May cho các em là mũ nó nhỏ nè, cho nên mình thử một máy tính cũng được. Rồi giờ thầy ấn nè, 2 mũ 25 không? Trừ cho 2. Đó. Thì nó ra một cái đáp án là số 33554400. Giờ thầy lưu vô biến A. Đó. Cái này các em học cái khóa học V61 ở bên cái trang web buongnguyenluan.com thì các em sẽ hiểu cái chức năng đó ha. Rồi thầy lưu cái biến A rồi. Lưu biến A rồi ha. Bây giờ thầy lấy biến A thầy chia cho các cái đáp án kia thử coi. Chia cho 9 nè. Giờ ra đẹp rồi đúng không? Giờ chia hết. Rồi alpha A chia cho 14. Cũng chia hết. Rồi A thầy đem thì chia cho 15. Cũng chia hết. Vậy là chỉ còn chia cho 16 chắc chắn là không hết. Đúng luôn, thấy không? Đó, ở đây thầy lỡ làm theo cách này chứ thực ra còn một cách làm khác khoa học hơn, không có dùng máy tính. Mà thôi cái này không có thời gian thầy hướng dẫn xong ha. Rồi ta chọn con khỉ. Cái này bấm thôi các em. 2,1 trừ cho mở ngoặc 3,7 cộng cho 2,1 cộng cho mở ngoặc 3 trừ cho 3,7 đóng. Đáp án là ra âm 3. À, lớp 6 chưa học số âm mà. À lớp này ở lớp 7 hả? Trời đất, nãy giờ thầy cứ tưởng lớp 6 à. Rồi trả lời luôn. Con heo ước chung lớn nhất thì là bằng 8 thôi à. 24 chia cho 8, 40 chia cho 8, hết số lớn hơn rồi. Con ngựa tổng của tất cả các số có 4 chữ số khác nhau được viết bởi 1, 2, 3, 4. À, cái này mày đó nha à. Đây chính là cái bài toán lựa chọn các em ở lớp 6. Không? Hàng nghìn thì có 4 cách chọn, hàng trăm có 3 cách chọn, hàng chục có 2 cách chọn và hàng đơn vị chỉ có 1 cách chọn. Ở từ đó các em nhân lên các em tính thì tổng số của nó là 66.660. Cái này trong cái khóa học những cái khóa học internet, giải toán trên mạng internet tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn kỹ cái loại toán đó. Nếu các em thích thì các em đăng ký học nha. Rồi. Và tiếp theo là cho góc XOY, các em vẽ hình đại ra đây. Góc XOY bằng 120. Rồi TOT nằm giữa. Vẽ hình nhanh. Kẻ OA lần lượt là phân giác. OB lần lượt là phân giác của hai cái góc kề bên trong ha, XOT, TOY. Cái này mình làm biết bao nhiêu lần rồi. Hai góc con bên trong cộng lại là sẽ bằng nửa cái góc lớn này. 60 độ ha. Một cuốn sách có 1200 trang. Một cuốn sách có 1200 trang. Để đánh số cho trang sách đó cần bao nhiêu số? Biết rằng ồ cái này mình làm biết bao nhiêu rồi. Trang 1 cho đến trang 9 thì ta có tất cả là 9 trang. Mỗi trang có 1 chữ số, như vậy là dùng 9 chữ số. Còn từ trang 10 cho tới trang 99. Trang 99 thì nó sẽ có tất cả là 99 trừ 10 cộng 1 trang. Rồi mỗi trang là 2 chữ số đúng không? Như vậy là dùng 180 chữ số nè. Rồi từ trang 100 cho tới trang 999 thì các em sẽ có là 999 trừ 100. Trừ 100 rồi cộng 1 trang. Mà những trang này mỗi trang dùng 3 chữ số. Cái này ở lớp 6 thì dạy nhiều rồi. Các em coi lại mấy cái video năm ngoái á. 999 trừ cho 100 cộng 1 là 900 trang nhân 3 là bằng 2.700. Đúng không? 2.700 chữ số. Cuối cùng là trang 1.000.
cho tới trang 1002 là nó có tất cả là 1002 trừ cho 1000 rồi cộng cho 1 là bằng 201 trang, mà mỗi trang này là có 4 chữ số. Mình nhân lên 201 nhân 4 là bằng 804, rồi mình cộng lại thôi, cộng lại cộng 4 cái đáp án là 9 cộng 180 cộng 2007. 9 cộng 180 cộng 2007 cộng 804 là bằng 3693 các em nhé. 3693. Rồi ok. Nhanh lên cái con nào nữa đây, hết giờ rồi. Thầy vừa giảng vừa ấy nó hết giờ các em nhé. Tìm số tự nhiên A lớn nhất thỏa mãn 20 chia hết cho A và A chia hết cho 2 thì nó bằng 20 thôi. 20 chia hết cho 20 này là 20 cũng chia hết cho 2 này. Mò luôn suy nghĩ đúng không? Một người mang quýt đi bán, sau khi bán 4/7 số quýt, bán 4/7 số quýt thì còn lại là 3/7 số quýt đúng không? Rồi bán thêm 2 quả nữa thì còn 16 quả. Như vậy có nghĩa là 3/7 số quýt sẽ là bằng 16 cộng 2 là bằng 18. 3/7 số quýt là 18. Thì mình lấy 18 chia cho 3 phần rồi mình nhân cho 7. Như vậy số quýt ban đầu là 42 quả. Vậy thôi. Rồi ok, ta đã qua được cái vòng số 1 các em nhé. Bài thi số 1 chứ. Rồi, kem qua bài thi số 2 là đọc dế. Đọc dế. Các em nhớ thầy vẫn mở các cái lớp luyện thi viên bích toán trên mạng nè. Các em muốn đăng ký thì các em vô cái kênh của thầy á. Các em nhấp vô đây nè. Đây là nó ra cái trang đăng ký ha. Vô đây mình đăng ký. Vậy ha. Đăng ký. Cách hướng dẫn là thầy hướng dẫn rất kỹ trong này vậy nhá. Đây là cái trang web của thầy, buồnnguyenluận.com. Vài bữa nữa thầy sẽ dạy toán ở trên này. Thì những cái bạn mà mùa hè thầy còn nợ một số bài đó thì thầy sẽ gửi nối tiếp trong cái năm học này vậy nhá. Rồi. Góc vuông là góc có số đo bằng 90 độ. Cái này sẽ là 5 mũ 5. Trời ơi, hỏi con nít hả trời. Câu khó khó xíu đi. Cái này thì các em lấy hiệu. Xin lỗi. Và lấy hiệu cộng cho số trừ thôi. Cộng cho 7/5. 7/2 các em. 7/2 đổi ra hỗn số. Không? Phân đổi ra hỗn. 3 1/2. Hai góc bù nhau là hai góc tổng bằng 180. Cái này trong khóa học lớp 6 là dạy rồi. Bội chung nhỏ nhất của 8, 9 và 12 sẽ là 72. Đúng không? 72 chia hết cho cả 3 số đó. Dễ nhỉ? Cho góc bẹt. Góc bẹt chia thành hai góc con. OT là phân giác, XOY. OZ là kem vẽ hình này. Chắc kem, đừng có chủ quan chỗ này. Góc bẹt nè, XOY nè. Rồi OT là phân giác của góc XOY. Như vậy là nó sẽ trẻ góc bẹt ra thành hai góc 90 độ. Rồi OZ là phân giác của XOT. Như vậy là một cái góc 90 độ bị trẻ ra. Lúc đó là cái góc XOZ sẽ bằng 45 độ về. Em vẽ cái hình ra các em biết liền rồi. Ha. Vẽ cái hình ra sẽ thấy liền 45 độ. Coi lại nha, XOY, OT là phân giác. OZ là phân giác của góc XOT. Rồi, lúc đó góc XOZ đúng 45 luôn, vẽ ra thấy liền. Góc tù là góc lớn hơn 90 độ và nhỏ hơn 180. Đây. Số nguyên tố nhỏ nhất có 3 chữ số. Cái này trong khóa học V61 thì thầy đã hướng dẫn các em cái cách nhận diện
số nguyên tố rồi ha. Đó, thì bây giờ mình có thể dùng cái đòn đó để mình đánh thì 101 có phải số nguyên tố hay không. Thì em cứ dùng cái đòn đó, 100 chắc chắn là không phải đây này. Nó chia hết cho 2 đúng không? Còn 101 thì nó đúng là số nguyên tố luôn kìa. Các em coi lại cái chức năng phát ở trong khóa học V61 nha. Trong khóa học V61. Trong khóa học V61 thầy hướng dẫn kỹ cái chức năng phát này là phát ha. Rồi vậy nha các em. Chắc chắn nó là số nguyên tố rồi. Nhỏ nhất của ba chữ số. Rồi, cái này dùng chức năng tìm ích cũng trong khóa học V61 thầy đã dạy luôn, không nói nhiều nữa. 5/9 trừ cho hỗn số 1/2/9 ít bằng 2/3 trừ cho 15/9 ít rồi giải. Kết quả sẽ ra là, đợi mấy xíu, 0.25. 0.25 tức là 1/4 á. Rồi, tích của hai phân số là 1/3. Nếu thêm vào thừa số thứ nhất 3 đơn vị thì tích sẽ thành 19/12. À, giờ thầy hướng dẫn bài này ngoài nháp một chút. Tích hai phân số là, phân số thứ nhất thì gọi là x đi. Phân số thứ hai thì gọi là y. Hai số này là hai số hữu tỉ đó, là bằng 1/3. Đó. Bây giờ phân số thứ nhất x nhân y bằng 1/3. Nếu thêm vào thừa số thứ nhất 3 đơn vị là x cộng 3. Thì bây giờ nhân với y sẽ bằng 19/12. Tích hai phân số là 1/3 này. Rồi thêm vào thừa số thứ nhất là 3 đơn vị. Thì nhân lại nó sẽ bằng 19/12. Như vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em làm theo cái kiểu máy tính cho nó nhanh. X nhân y bằng 1/3 thì y sẽ bằng 1/3 chia cho x. Ta đại số hóa ta giải các em nhé. Như vậy cái này nó sẽ biến thành gì? Bây giờ cái này sẽ biến thành là x cộng 3 nhân cho y là đổi thành 1/3 chia x. Đây, thay đổi thành 1/3 chia x. 1/3 chia x. Rồi giờ mình dùng chức năng tìm ích ở trên cái khóa học V71 đó thì chúng ta giải thôi. Nãy giờ thầy nói nhầm cái nhé. V71 ha. À, thầy cứ tưởng ở đây là lớp 6. X cộng 3 rồi 1/3 chia cho x 19/12. Rồi, đợi máy nó giải một xíu. Đợi máy giải một xíu các bạn. 0.8 đúng không? Vậy x sẽ bằng 0.8. X bằng 0.8 tức là 4/5 kìa. Như vậy là 4/5 là cái này rồi. Chỉ có đáp án này thôi đúng không? 4/5 nè. Còn đây đâu có đáp án nào 4/5 đâu. Chọn cái này ha. Ủa, cái con búa đâu rồi ta? Con búa nó mất đâu rồi? Rồi, ok. Mình qua bài số 3 sắp xếp. Ồ, bài này thì phải bấm máy liên tục rồi. Rồi, giờ thầy hướng dẫn ha. Giờ các em phải dùng cái bảng để lưu kết quả chứ nè. Dùng cái bảng để lưu kết quả chứ không thôi rồi. Rồi. Đây. Thầy dùng cái bảng để lưu kết quả lại. Máy nó hơi nặng. Em đợi xíu nha, máy nó hơi nặng. Rồi, đây được rồi. Thank you.
Rồi. Cái bài thứ nhất. Các em ấn đi. 2 - 13/3. 2 - 13/3 thì nó sắp xỉ là -2.3. Nhỏ hơn x. Nhỏ hơn 1 - 2.4. Như vậy là nó bằng -1.4. Số nguyên nào nằm trong vùng này thì đó chính là số 1, đúng không? Xin lỗi, số âm 1. Hình như lộn rồi, âm 2 các em. Âm 2 mới lớn hơn âm 2.3 và nhỏ hơn. Nhỏ hơn âm 1/4, âm 1.4. Giờ chỗ này là âm 2 nè. Rồi cái số bên cạnh. Số x nhỏ hơn 0 mà lúc mũ 2 lên bằng 2 mũ 4, thì có nghĩa là x mũ 2 nó bằng 16 đó. Có hai số mũ 2 lên bằng 16, đó là -4, đúng không? Nhưng mà ở đây người ta đòi x là âm, như vậy chỗ này sẽ là -4 đây. Đó là số -4. Tiếp tục. Cái này ta dùng chức năng tìm x mà thầy đã dạy trong khóa học V61 nha. À, V71 các em nhé. V71. Thầy ấn nhanh, không có thời gian để hướng dẫn. 2/5 chia cho x cộng hỗn số 2 1/3 bằng 25/12. Rồi đợi máy giải. Nếu em nào không có máy, chúng ta giải bằng tay ha. Giải bằng tay thì cũng dễ thôi. Đầu tiên mình lấy tổng nè. 25/12. 25/12 ta trừ cho 2 1/3. Đó là ra được cái -1/4. Rồi muốn tìm x là số chia nè, ta lấy số bị chia. 2/5 chia cho thương. Vậy đáp án sẽ ra là -8/5. Tức là -1.6 các bạn. Chỗ này là -1.6 các em nhé. Rồi tiếp tục. Ở đây ta cũng giải bằng tay hoặc là bằng máy tùy các em. 2/2/7 dưới x trừ cho 5/8 bằng 17/24. Rồi giải bằng tay thì ta lấy 17/24 cộng cho 5/8 rồi tất cả đem chia cho 2 2/7 ha. Đáp án nó sẽ ra là x sẽ bằng 7/12. 7/12 tức là 0.58. 0.583 lấy sấp xỉ thôi. Ở dưới 9 + 71. 9 + 71 rồi đem nhân cho 9 - 68 thì bằng -4.720. Bên này 25%, 25% của cái đó thì ta lấy 25% nhân cho cái đó thôi, 5 1/4, nó ra là -21/16, tức là -1.31. Tiếp tục thay vô các em. Mở ngoặc 75 - 3 - 15, đóng ngoặc, mở ngoặc. 23 - y tức là trừ cho 16, 210. Cái này khó nha, cái này không có dễ đâu. Cái này thì làm sau, giờ mấy cái dễ thì làm trước đi. Lấy -736 cộng cho 70 được bao nhiêu, tất cả chia cho 3 là -222. Cuối cùng cái này thì giải tay cũng được, giải máy cũng được. Giải tay thì ta lấy -48.5 là thương đó, nhân cho số chia là 4/5, rồi cộng cho 10 là cộng cho số trừ đó, rồi ta lại chia cho 3.2 thì ra -9 kìa, ra rất đẹp -9. Còn cái bài này, cái bài này là mình phải suy nghĩ một chút. Đây thầy hướng dẫn luôn, thầy đặt cái kết quả này là chữ P. Biểu thức P cần tính thì thầy lấy dấu trừ ra ngoài thầy xài đi. Ở đây có dấu trừ chung nè,
trừ này trừ kia trừ nọ vậy, mình trừ tập thể đi, nó sẽ bằng trừ 1 cộng 1 phần 2 cộng cho 1 phần 4 thì thầy ghi là 1 phần 2 mũ 2 được không? Rồi cộng cho 1 phần 8 thì thầy ghi là 1 phần 2 mũ 3. Cứ như vậy cho tới 1 phần 1024. Nếu các em lanh trí nó sẽ là 2 mũ 10 đó. 2 mũ 10 là bằng 1024 ha. Không tin cứ thử bằng máy đi. Các em thử bằng máy các em biết à. 2 mũ 10 này. Đó, 1024 đúng luôn. Rồi giờ thầy đặt. Thầy đặt cái thằng thầy đặt A lớn ha. Là bằng cái thằng trong mặt đơn này. Là từ 1 cho tới 1 cộng 1 cộng 1 trên 2 mũ 10. A bằng cái đó thì khi thầy lấy A nhân cho 1 phần 10. Nó giống giống cái bài ở đầu tiên 2 mũ 1, 2 mũ 2, 2 mũ 25 gì đó thầy đã làm đó kìa. Như vậy là cả lũ này là sẽ được nhân với 1 phần 10. Bây giờ thầy dùng tính chất phân phối các bạn. Thấy không? Tính chất phân phối. A nhân 1 phần 10. Tức là cái tổng này nhân 1 phần 10 này. Vậy tất cả những cái số hạng ở trong tổng này đều được nhân với 1 phần 10 hết. Như vậy cái này, ồ xin lỗi, nhân với 1 phần 2 chứ. Ai lại đi nhân với 1 phần 10. Thấy không? Đây là 2. Đây là 2. Như vậy tất cả các cái số hạng ở trong cái tổng hoặc đơn đó đều được nhân với 2 hết. Nhân 1 phần 2 hết. Vậy số 1 sẽ biến thành 1 phần 2. Còn 1 phần 2 sẽ đổi thành 1 phần 2 mũ 2. Rồi 1 phần 2 mũ 2 lại đổi thành 1 phần 2 mũ 3. 1 phần 2 mũ 3. 1 phần 2 mũ 3 thì đổi thành 1 trên 2 mũ 4. Cứ như vậy các bạn. Cho tới một ngày nó sẽ tới 1 phần 2 mũ 10. Thì chỗ đó đổi thành 1 phần 2 mũ 11. Các em cứ lấy nháp là suy ngẫm nha. Đó. Rồi trở lại. A nhân 1 phần 2 thì bằng cái này. Còn A thì bằng cái này. Đó. A thì bằng cái này. Còn A vậy. Cái này thì ghi chữ vậy để cho nó dễ hiểu. Sao máy nặng quá ta. Vậy A thì bằng cái này. Còn A nhân cho 1 phần 2 á, thì lại bằng cái dưới ha. A nhân 1 phần 2 tức là 1 nửa A kia. Đúng không? 1 nửa A. Rồi giờ thầy thực hiện phép trừ. A thì bằng cái tổng trên này. Suy nghĩ đi. Còn 1 nửa A thì bằng cái tổng dưới này. Như vậy thầy lấy cái tổng trên trừ tổng dưới, tức là A trừ đi 1 nửa A thì nó sẽ trừ nhau. Lúc nó trừ nhau thì nó chết này. Nó chết vui lắm. 1 phần 2 trừ 1 phần 2 không? 1 phần 2 trừ 1 phần 2 chết. 1 phần 2 mũ 2 trừ chết. 1 phần 2 mũ 3 trừ chết. 1 phần 2 mũ 4 trừ chết. 1 phần 10 trừ chết. Vậy cuối cùng nó chỉ còn là ở trên là số 1, còn ở dưới là 1 trừ cho 1 trên 2 mũ 11. Đó. Rồi các em suy nghĩ tiếp. A trừ 1 phần 2A thì là A trừ 1 nửa A đó. Thì nó sẽ còn lại 1 nửa A. Thì nguyên cái A trừ cho 1 nửa A thì còn 1 nửa A chứ làm sao. Đúng không? Rồi 1 trừ cho cái này thì mình bấm máy được rồi ha. Đó, 1 nửa A thì bằng cái đó. Như vậy suy ra A thì bằng cái đó nhân đôi. Hiểu không trời? 1 nửa A thì bằng cái 1 trừ 1 phần 2 mũ 11 này nè. Như vậy nguyên vẹn con A sẽ bằng cái đó nhân đôi. Giờ các em bấm máy được rồi. Các em bấm máy nha. Mở ngoặc. 1 trừ cho phân số 1 trên 2 mũ 11. Đóng ngoặc. Nhân đôi. Nó bằng 1,9999 ha. 1,99.
Rồi, giờ mình chọn đáp án tăng dần. Bèo nhất là, nhỏ nhất là cái âm 4, 7, 2, 0 này, nó ở giữa đây. Bỏ. Ủa chết, hình như mình sai. Sai chỗ nào em ơi? Coi lại sai chỗ nào nhé. Coi lại sai chỗ nào. Nhỏ quá không thấy. Rồi. Xin lỗi các em, chỗ này là bằng 2.4. Thầy tính sai, 2.4. Em coi lại đi ha. Như vậy số nhỏ nhất bây giờ lại là -222. Đây. Rồi đúng rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Rồi tiếp theo là tới ông nào? Ông -4 đúng không? À, ông -9 nhé. -9. Rồi tới ông -4. Rồi tới ông -2. Rồi tới ông -1.6. Ô thôi chết, lại sai nữa rồi. Coi lại sai chỗ nào các bạn ơi. Thầy biết sai chỗ nào rồi. Hồi nãy á, là cái con A, mình tính xong cái con A rồi các em. Con A là cái ngoặc đơn này thôi nè. Nhưng mà cái mình cần tính là trừ của cái ngoặc đơn đó. Như vậy là A mình tính xong nhưng P mình chưa tính xong. Vậy P sẽ bằng trừ của A các em. Trừ của A tức là -1.99. Tại vì A hồi nãy là bằng 1.999 mà. Vậy là trừ A là bằng -1.999 các bạn nhé. Vậy bây giờ sẽ tới con này. Con này mới đúng. Đó. Rồi bây giờ mới tới -1.6. Bây giờ mới tới -1.31. Đó. Giờ còn lại 3 số thôi. 0.583. Rồi tới 210, rồi tới 240 thôi. Đây. 210 là ở dưới đúng không? Rồi 240 là ở trên. Vậy thôi. Như vậy thầy đã hướng dẫn xong các em bài thi số 3. Rồi tổng số điểm là tối đa ha. Yên tâm đi, thầy sẽ không bỏ các em đâu ha. Thầy sẽ ra những khóa học song song với học toán ở trên lớp. Bữa giờ bận quá, với lại có một thời gian thầy ốm cho nên là thầy không có làm kịp. Bây giờ những cái bạn mà thầy còn nợ một số bài ở cái mấy cái tuần cuối á, thì thầy sẽ gửi tiếp trong năm, nối tiếp cái bài các em đang học trên lớp ha. Còn những em muốn học mới thì các em sẽ đăng ký khi có thông báo ở trên này nhé. Vậy thôi, tạm biệt các em.